khi dùng nên tiết kiệm. Người ăn chớ đòi hỏi, ăn tiết kiệm mà ngon. Trên bàn còn đồ thừa, trên đường còn người đói. Dân dã hơn cao sang, khi ăn phải gọn gàng. Không được làm rơi vãi, một hạt không bỏ thừa. Rau xanh là rất tốt, giúp thân tâm bình an. Ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau. Ăn uống chớ kén chọn, ăn để sống, không phải sống để ăn. Bát cơm ăn sắm cực lành, ta dùng phải nhớ tấm công ơn người. Vì sự sống phải dùng thôi, cũng như chén thuốc chữa nơi bệnh tình. Ráng rèn luyện tốt cho mình, sau báo hiếu người thân thiện lành. Hãy suy ngẫm, thức ăn này từ đâu đem đến? Phải chăng vì người mến điều lành? Thương ai khó nhọc đêm ngày, thảo lòng nấu nướng giúp mình bữa ăn. Tay nâng bát bâng khuâng tự nghĩ, đạo đức mình thọ lãnh xứng không? Nhận ơn đáp trả phải đồng, người mang vật quý là mong tốt lành. Nắng tham luyến không sinh lòng quấy, dứt lỗi lầm chẳng thấy miếng ăn. Lẽ nào tận đánh khó khăn, chiều theo thói xấu tự trắng trói mình. Cơm như món thuốc linh chữa bệnh, ta dùng nhưng chẳng luyến tâm. Đã không tham đắm nào lấp tội tình. Giờ ăn này nhắc mình tinh tấn, học cho thông, rèn luyện cho thành, để rồi tăng trưởng cho nên, giống như đón nhận thiện lành hôm nay. Sau đây vẫn nhắm mắt, xin tất cả chúng ta hãy cùng đọc theo lời dẫn. Khi thầy Đạt đọc kết thúc một câu, chúng ta bắt đầu cùng đọc. Con xin cảm ơn đất trời đã nuôi dưỡng vạn vật. Con xin cảm ơn đất trời đã nuôi dưỡng vạn vật. Con xin cảm ơn Tổ quốc đã bồi dưỡng và bảo vệ. Con xin cảm ơn Tổ quốc đã bồi dưỡng và bảo vệ. Con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng. Con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng. Con xin cảm ơn thầy cô đã ân cần dạy dỗ. Con xin cảm ơn thầy cô đã ân cần dạy dỗ. Con xin cảm ơn người nông dân đã lao động cực nhọc. Con xin cảm ơn người nông dân. Con xin cảm ơn bác đầu bếp đã nấu cơm cho chúng con ăn. Con xin cảm ơn bác đầu bếp đã nấu cơm cho chúng con ăn. Xin cảm ơn các bạn đồng học đã cùng giúp đỡ. Xin cảm ơn các bạn đồng học đã cùng giúp đỡ. Xin nguyện ăn bữa ăn này trong. Xin chân trọng kính mời thầy cô và các bạn dùng bữa trong sự tĩnh lặng.